Hello xin tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Copy của mình. Ngày hôm nay mình lại có dịp ghé nhà bạn Lợi chơi và review quay cho anh em xem cái mô hình nuôi cá của bạn Lợi nha. Bạn Lợi mới học lớp 11 thôi nè. Lợi ơi. Dạ. Đây. Chào mọi người nha. Rồi chào mọi người nha. Ngày hôm nay mình lên nhiều cá không Lợi? Dạ đợt này ít hơn cái đợt trước xíu nhưng mà cũng được được. Cũng được được hả? Rồi ok vậy giờ em lấy Atamia đi. Dạ. Cái rồi em cho cá hả? Rồi anh quay cho mọi người xem luôn. Rồi quay từ ngoài kia vô anh đọc. Rồi ok. Quay từ mấy chỗ thằng số này hả? Từ rồng tím đi. Đây. Rồi dòng này là rồng tím hả? Dạ, rồng này là dòng rồng tím Platinum. Ừ. Cá này là được mấy tháng rồi? Dạ, có này cũng sai cũng được hơi tháng rưỡi rồi đấy. Sai tháng rưỡi hả? Dạ. Cá này. Bên đây là cá mái hả? Dạ. Em nói chuyện to rõ lên nghe. Dạ. Ngại gì hết. Hồi này là em ghép rồi mà. Còn mấy con em cho là lửa hết, còn mấy con đi bỏ lại. Ừ, còn mấy con đi bỏ lại hả? Rồi nghỉ hè này rồi em có đi làm thêm gì không? Dạ có, em cũng có lùm thêm để kiếm thêm. À, rồi lùm thêm với lại nuôi cá nữa hả? Dạ. Ừ. Đây. Đây là hồ mới rồng tím tơ của em. Đây là cá mái rồng tím. Đây cũng rồng tím. Có mấy con trống mình chưa tách hết hả? Dạ, hồi niên mới rồi trống mới này là em chưa tách. Bận quá em chưa tách kịp. Dạ. Dòng này là dòng gì á? Dạ, dòng này là dòng Gold Tuxedo. Họ kêu là Bingo. Gold Tuxedo. Wow, hồ này nhiều cá nè. Đẹp quá. Câu đen sọt. Dòng này là coi đen sọt. Đầu đỏ, đuôi đỏ, nhìn rất là đẹp nha anh em. Người nó ngắn ngủn nè. Đây. Em đi làm rồi em cho cá ăn được ngày mấy bữa? Dạ em đi lùm em cũng sắp xếp cho ăn ngày cũng được 3 bữa để có phát triển tốt để cho dễ bón. Ăn ít nhất là ngày 3 bữa hả? Dạ, ít nhất là ngày 3 bữa. Rồi khoảng bao lâu là em sẽ hút cạn? Dạ, ni tầm cả tuần là em hút cạn lần. Mấy hồi rảnh thì cả 3 ngày. Còn bình thường là 3 ngày hút lần. Ừ, ý là bữa nay đi làm là dạ. 7 ngày mới hút 1 lần. Dạ. Ok, bây giờ em cho cá ăn tiếp đi. Đây, full gold em bón còn được mấy con. Full gold này bán hết rồi hả? Dạ. Hồ này không có quá. Hồ này hết cá hả? Dạ, hồ này cũng hồ thủy sinh luôn. Hồ này hồ thủy sinh. Dạ. Trồng thủy trúc trong đây hả? Dạ. Đây. Đây là hồ câu đen sọt này. Hồ cá mái đó hả? Bên kia là trống đúng không? Dạ, bên kia là trống. Ừ. Đồng đen luôn nè anh em ơi. Hồ nó cũng chưa có cá nữa. Hồ này chưa có cá hả? Dạ. À, ok. Đây. Qua đây mình quay tiếp. Bên đây là hồ gì hả Lợi? Dạ, đây là hồ rồng tím mới của cái hồ bên kia quá. À. Rồng tím mái. Bên đây chưa có cá hả? Dạ, hồi hồ này em cũng chưa có cá. Có quá mình bón hết rồi. Coi rết đây, coi rết kia đây. Coi này là mình nuôi lên hay sao? Dạ, em mua giống gì em gài lên rồi. Dạ, mua giống về để gài lên. Bón còn chưa là mấy con lên tay em. Chỗ này không có cá trống hả? Dạ, có trống em nuôi trên Lào rồi. Chưa có cá. Ô, hồi đó có cá gì mà nhiều dữ ta? Hồi này cũng hồ rồng tím quá nè. Tím hả? Rồng tím này như đuôi màu sắc đúng không? Dạ đúng rồi, tím này tím Platinum màu sắc. Tím này chơi thủy sinh. Rồng tím này là cũng có nhiễm chứ đúng không? Dạ có anh, nhiễm cũng cần lắm, nhiễm hơn tô bát nữa. Nhiễm hơn tô bát luôn à? Dạ. Này cũng rồng tím mới quá. Rồng tím à. Ok, bây giờ mình sẽ quay tiếp ở trên vàng tầm xốp ống kính này. Giờ đây. Là dòng Gold Tuxedo của em. Gold Tuxedo. Đây là dòng gì đó lại? Dạ, dòng này là dòng Blue Tobac Ribbon. Cái này được mấy tuần tuổi rồi em? Dạ, size quá này cũng được tầm 1 tháng rồi đâu. Gần 1 tháng tuổi. Có mấy con lên phim cũng rất là đẹp nè. Dòng này là dòng AB Retro mà em cho ở trong với Lotobat để cho đỡ tốn hồ. Là mình tách cái trống đó hả? Vây của Lotobat đẹp chưa? Lotobat của nhỏ anh đó. Vây tròn đẹp ha.
Vậy nó giật nè. Ồ, chà, đẹp quá. Nhìn đẹp thiệt á. Đây, đây là dòng rồng đỏ BDS Hắc Môn. Đây là rồng đỏ BDS Hắc Môn. Rồi. Quả này là tới tuổi em bón được rồi. Ví dụ cá này em bán là em bán bao nhiêu? Dạ, quả này em bón cặp tầm 100 ngọn. Tầm khoảng 100k một cặp. Đây là full red ha. Dạ, dòng full red. Màu đỏ đẹp quá ha. Dạ. Đỏ huyết luôn nè. Vây tròn. Đây là dòng HBY. HBY hả? Dạ. Dạ này em còn được ít rồi. Dòng này còn ít hả? Bị trước anh nhớ nhiều lắm á. Dạ, đợt trước là nhiều. Đợt này giống em bị ái còn được ít rồi. Còn dưới đây là mấy con cá máy hả? Dạ, đây là máy của Bluetooth đây. Bluetooth Bittel đó. Dạ, Bittel. Người lật ghê ha. Dạ. Nuôi em cho ăn tơ với cốn mà. Em cho ăn xiên này là cũng được. Bỏ liền. Vậy là ở đây mình không cho ăn trùng hả? Dạ không anh đâu. Trùng chỗ bón xoa nhỏ với lại cũng tốn quá cái thầu. Em cho ăn cho em ata với cá với cốn thôi. Dạ. Em thấy quán cũng phát triển ok. Xa anh em có chơi có điều kiện thì mới chơi được. Đây là mới của HBY đây. Máy HBY. Bên đây là máy của dòng gì ta? Dạ mới của dòng rồng đỏ đâu. Rồng đỏ. Dạ. Có thì sai cũng được hệ thống. Đây là máy của Aberetro hả? Dạ, máy Aberetro. Sao để thấm nước quá vậy? Dạ hơi tha nước mà quay quá rồi quay châm nước quay vô. Quay châm nước vô hả? Có hồi nó quay. Thì mình nói là ngày hôm nay mình qua mình quay cá nên là bạn lại thức đến khuya để dọn hồ hả anh em? Dạ, dòng như dòng full red. Máy full red của anh. Máy full red. Bên đây còn cá gì không? Dạ không có đâu. Người đó thấy rồi đó. Bên đây là hết rồi hả? Rồi ok, vậy bây giờ em dắt mọi người lên lầu á. Dạ rồi, mời mọi người lên lầu rồi, để okay. Xem bạn Lợi còn một góc nuôi cá trên lầu nữa. Trên đây chủ yếu là cá giống hả Lợi? Dạ, trên này chủ yếu có giống với lại có con của em. Cá giống với cá con, còn cá lớn lớn chút xíu là bạn cho xuống á. Ngoài hiên. Đây để mình quay cho anh em xem tổng quan nè. Trên đây là được bao nhiêu khay rồi? Dạ trên này cũng được tầm 4-50 khay. 4-50 khay. Dạ. Rồi mình bắt đầu từ hồ này đi ha. Dạ dạ. Đây, dòng Gontosido của em này. Mới là Gontosido. Dạ. Này là phun gôn giống. Phun gôn giống nè. Dạ. Rồng này để em bỏ lên keo qua cho đẹp rồi. Để dưới đó cũng được vậy. Để dưới rồi. Ừ. Xón về chia cho em. Chia cho em hả? Dạ. Để đọt lan qua cho ông đẹp. Rồng này nhìn đẹp ha. Dạ. Này là hai cặp rồng đỏ giống của em đó hả? Dạ, em lựa ra. Có một con máy nữa hả? Dạ. Hai trống ba máy đó. Hai trống ba máy. Dương máy gì ta? Máy gì nhìn giống như của Lucoy á. Lucoy sọ đó đúng không? Có hồ neo chứ em nuôi mà Lucoy cái ra này. Cái bị lộng quá. Nhảy quá hả? Dạ. Lộng đẻ quá. Nè. Lưu cao sọt quá. Em cho đi đẻ còn được con này. Rồi một con em tách đẻ đó hả? Dạ. Hồi nay được ba con mình đi tách đẻ rồi. Này cá rất là sung luôn nha anh em. Nuôi rất là đơn giản. Nuôi trên cái khay nhựa như thế này. Đây, cho xứ với rồng thôi. Bắt biết tê nha. Cho mình nuôi xiên tha nước với lại cho ăn đừng để dư thì cũng dễ nuôi thật. Đây là cái kinh nghiệm của bạn Lợi. Xiên thay nước với lại đừng để thức ăn dư là ổn hả? Dạ. Đây là full red quá. Đây là full red BDS nè. Dạ. Rồi sao em bỏ mấy con trong đó vậy? Con này cũng bị lậu rồi đâu, chưa cảm giác. Con nó cá con. Dạ. Này dòng tô bách ri bông. Này là dòng tô bát riết bông nè anh em. Một hồ vậy là mình nuôi mấy cặp thôi hả Lợi? Dạ, hồ em nuôi tầm hơn 3 cặp thôi. Còn em chia hồ ra em nuôi để
để của bị hụt giống nữa. Hồi xưa em nuôi em biết là em nuôi một hồ một lụa là em nuôi một hồ thôi lẫn hai bị hụt giống tại có rủi ro đồ trời làm chia ra em nuôi cho khu rủi ro có này. Đây như đây là Gontosido giống của em này. Mới lựa đây cái này mới ghép hả? Dạ mới ghép hồi qua đây. Ở trên đây là dòng gì ta? Chỗ này blue câu sọt con của em á. Nó nhìn mấy con cá nó bơi dễ thương ghê anh em. Đây. Mình dòng câu rác, câu đen sọt. Đây là coi đen sọt nè. Đuôi khá chán. Anh em thấy cá nó lanh ghê không? Trên đây là cá đang đẻ hả? Dạ, trên blue câu của em luôn nè. Nhìn mấy con cá nó mập, dở man luôn anh em. Nó sọt nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Mà có sọt thì có cái hơi khó đẻ xí. Tùy có khi có con cũng đẻ không được. Cái dòng này là rồng tím hả? Dạ rồng tím này, rồng tím dò của em nè. Giống không thấy đẻ được mà nuôi nó già quá đó hả? Dạ. Ủa ở trên đây là anh thấy em thả con cạp nè. Dạ cạp này là em tách cho con có mớ đẻ nhưng mà con có mớ hai bị hỏng nên em bỏ thêm trống vô nè. Con dễ đẻ. Để cho nó đỡ bị stress hả? Dạ. Chỗ này chưa có cá à? Chỗ này là phân gôn. Phân gôn mà nuôi trên đây luôn. Lớn lớn chút xíu là mình chuyển xuống dưới kia hả? Dạ tới em nuôi cá chán cho liền mà tới hậu cũng đủ mà rồi mới cho đi xuống dưới kia. Đấy là đây là kinh nghiệm bằng lợi. Phân gôn này là nuôi nền trắng, khi nào mà nó phun vẩy trên người của nó thì mới chuyển xuống dưới kia ha. Dạ đúng rồi. Lấy đen gôn lên đặt. Đúng rồi, chứ gôn mà mình nuôi nền xanh nền đen từ nhỏ lớn thì nó màu nó chìm lắm. Đây là dòng Dumbo Big Ear. Dumbo Big Ear. Ủa, cái máy đâu? Dạ mới ăn bên kia rồi. Này cái con của Gontosido hả? Dạ có con Gontosido. Đây là mớ của Dumbo Big Ear. Cái máy của Dumbo Big Ear nè. Dạ. Lưới đào của em này là ăn được ít rồi. Ăn toàn hạt tamia không vậy đó hả? Dạ em cho nuôi trong khu tranh thì chủ yếu em cho tamia thôi. Không có đó lại có trùng thì cho trùng nhưng mà thôi em cho tamia. Vậy là một ngày em cho ăn mấy cử gạt tamia với lại mấy cử cám? Dạ một ngày như ấy là em cho như quá trình làm như là em cho ví dụ được là em cho có giống là em cho full otter là lao mới cho ăn cốm thôi còn lại con có con này thì cũng otter nói trong trang lào này em nuôi chủ yếu là bằng otter chỉ bằng otter để ăn quá mà đúng rồi otter nước nó cũng lâu bị hư hơn đúng không? Dạ nên em thấy là nuôi không có lọc nè nhưng mà cho ăn otter nhiều á thì nước nó trong hơn so với mình cho ăn cám. Dạ. Ok. Nè, hót bê quai của em. Hót bê quai. Ý là nhiều otter là nhiều cử otter nha anh em chứ không phải là một lần nhiều cho nhiều otter nha. Chia cử. Mình chia cử ra, là một ngày ba cử otter đó hả? Dạ, như có giống rồi ạ. Thằng là em cho ăn phấu hợp otter với cốm, cho otter em cho ăn với cốm nè. Em quà vô em cho ăn chung. Ủa, quà vô cho ăn chung luôn hả? Dạ. Cho có ngày ăn được nhiều không bị ớn. Đây có con đây. Này cái con của dòng gì á? Dạ dòng này con của dòng phun gôn đồng. Bên đây là câu sọt. Đây là câu sọt. Nha dòng câu đen con. Câu đen con. Dạ, trong dòng câu đen em ghiền chay là em lùn nhiều. Nhiều để ngáp. Với là hát bay quay nữa đúng không? Dạ hát bay quay nhưng mà đặt cái hát bay quay bị rủi ro nên máy này tách đẻ hả? Dạ em đang tách đẻ. Con này đang đẻ. Con này đang đẻ nè. Đẩy cái con bơi ra ngoài nè. Để chút em bỏ lòng vô. Mới phun gôn. Phun gôn. Nè, coi sọt nè, nhìn đã ghê ha. Coi sọt nè. Như em nuôi em thấy coi sọt mà nuôi nhìn chán là nó đẹp hơn coi sọt nuôi trên này đen. Nhìn này chán đẹp. Màu tươi hơn. Màu đỏ trên đầu nó cũng đẹp hơn. Dạ. Ở này là lưu tạc dân đó hả? Dạ, lưu tạc dân đợt này thấy cũng ít hả? Dạ, đợt niêm vàng niêm cũng bỏ được, khó lùn, lùn ít khó bón quá. Đây, còn có dùng lưu tạc dân này nếu mà nó phun đầu bán nó mới được, chứ còn nó còn tơ đầu nó chưa đậm là bán nó chậm. Dạ. Rồi, cái hiện tại là mình đã review hết tất cả những cái gốc nuôi cá của bạn Lợi đó anh em. Ủa, còn bên đây nữa hả? Dạ, con. Bên đây là cái giống nè. Có giống rồi. Như đồng đây là lựa cặp đẹp nhất để giống này, chia ra nuôi để của mắt vàng. Chia ra nuôi đó. Bên đây cái con của dòng gì á? Dạ con của Blue Tobacco Ribbon.
Này là HB Retro. Đây là AB Retro. Này AB Retro. Còn đây là hai cặp coi sọt giống hả? Dạ, hai cặp coi sọt giống. Rồi, ok. Ủa mà anh thấy mấy cái vàng này mình chưa nuôi cá hả lại? Dạ, giòn em mua thanh lý, thái rải mua gì để đó chứ. Còn để nuôi chắc đợi thời gian tới kìa, cho có đẻ nhiều lắm. Cá đẻ nhiều mình mới cho lên đây ha. Dạ. Nên tính ra là mình có nguyên cái nhà để nuôi cá luôn ha. Dạ, nhà nuôi cá đây. Nhà này là nhà để nuôi cá, nuôi từ hiên lên tới trên gác luôn. Mấy món cá nhiều là mình nuôi nhà dưới luôn đúng không? Nuôi hết luôn. Nuôi hết luôn đúng không? Nuôi hết rồi sai cái nhà khóc nuôi quá. Ví dụ nuôi nhà này hết sai thêm cái nhà này. Rồi ok, hiện tại là mình đã review hết tất cả cái góc nuôi cá của bạn Lợi rồi. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy nhấn cái nút like để ủng hộ mình và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau. Còn nếu như anh em nào thích cái dòng cá bên bạn Lợi thì bạn Lợi bây giờ cho anh em cái số điện thoại. Rồi, số điện thoại của em là 038 038 66 88 589. Dạ, mọi người có cần có thì liên hệ. Rồi ok, anh em có thể là tra Zalo cho nó tiện ha. Rồi ok, thì bây giờ mình xin phép kết thúc video ở đây nha anh em. Rồi. Chào tạm biệt tất cả các anh em.